Sáng nay ngày 9 tháng 6 2020, dân ông ba miền đài tiếng nói vì dân cùng thực hành ở Trương Yến với dân ông ba miền đồng hành đi đòi công lý. Mà nhà cầm quyền đảng cộng sản coi như là quá chắc tỉnh, nó quá tham nhũng, nó quá cướp đất cướp nhà của dân chúng tôi. Yêu cầu trả nhà trả đất lợi cho dân thế thôi. Yêu cầu trả nhà trả đất lợi cho dân. Như chẳng hạn dân Bình Định, Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định, thằng Hồ Quốc Dũng là cái thằng cướp đất cướp nhà của dân, là trắng trợn cướp đất của dân, là quá gian ác tội phạm. Mà tại sao thủ tướng các vị triều đình không bắt những người tội phạm đó mà cứ đàn áp, để công an đã đàn áp nhân dân chúng tôi cái gì? Mới vừa ra này, đỡ ra này. Thôi, đi vô chừng. Vô này đi. Đi vô chừng. Như vậy là Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định nói, như chẳng hạn như bà Tiến ở Nhân Hải nói, cướp đất cướp nhà nơi đây còn đi mà ở đây mà còn cái gian ác, cái tội phản động của Hồ Quốc Dũng, cướp đất cướp nhà. Kính thưa Hội đồng Nhà nước Việt Nam, tôi là Ngô Thị Kim Tiến ở thành phố Hồ Nhơn, tỉnh Bình Định. Coi như gia đình nhà tôi coi như là có một đất ở trên núi, bây giờ là ba cấp chính quyền cướp đất của gia đình tôi, bây giờ không có nơi ăn chỗ ở, bây giờ gia đình tôi là coi như mình tầng phân tá, coi như là ngày 12 đây là coi như chính quyền tỉnh Bình Định đang cướp đất của tôi nữa. Bây giờ tôi không có nơi ăn chỗ, tôi ra đây nhờ các cấp lãnh đạo của Trung ương để giờ coi như là thanh tra giải quyết cho gia đình tôi để có cuộc sống ổn định. Gia đình tôi bây giờ coi như là không còn một cái gì nữa hết, đi ở bờ bụi ở núi An Non. Bây giờ lần đây là lần thứ ba yêu cầu chính phủ nhà nước Việt Nam coi như là tá đất tá nhà cho dân, coi như là không còn chỗ nào nữa. Bây giờ nhà nước Việt Nam á, coi như là quan tâm đến cho những người nghèo người khổ. Gia đình tôi là coi như hết mình với cách mạng, xương máu với cách mạng, coi như là không còn tiền không còn bạc. Bây giờ ơn không đành nghĩa không tả, xin yêu cầu chính phủ giải quyết dùm cho gia đình tôi rồi cuộc sống ổn định. Bây giờ là coi như tôi không còn chỗ nào nữa hết. Bây giờ tôi ra đây tôi nhờ chính phủ nhà nước Việt Nam để coi như là quan tâm coi như đánh cho gia đình tôi để tôi có cuộc sống ổn định. Bà nói 20/1 đó là gia đình coi như nhà cầm quyền đảng cộng sản tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng quá gian ác nấy. Xin mọi người đã chia sẻ giùm cho gia đình bà Tiến này, coi như chính quyền Việt Nam, chính quyền riêng gia Hồ Quốc Dũng tỉnh Bình Định, cái thằng này là thằng quá tham nhũng, quá thối nát, quá tàn ác với dân. Bộ Tài nguyên Môi trường yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường giao cuộc. Tại sao Bộ Tài nguyên Môi trường không vào cuộc để mà đồng lõa với thành Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định đã cướp đất cướp nhà của dân bên đây, coi như đây cưỡng chế ngày 12 để đi cưỡng chế gia đình của bà Tiến như vậy, thì cái chế độ này là thúi nát hay không, hay là cái chế độ này đi cùng toàn cái đảng này đi toàn đi cướp đất cướp nhà của dân? Ở tôi hỏi như chính quyền Bình Định như thế này có được hay không? Cái chính quyền Bình Định là coi như đi cướp, tàu quyền Bình Định ở chỗ chuẩn bị đi cướp giật của nhân dân chúng tôi, đi cướp hại nhà, hại đất, hại nước. Tại sao cái nhà cầm quyền cái đảng cộng sản này, cái cấp trên này, cái lãnh đạo cấp trên, ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng, tại sao họp quốc hội làm gì bà Kim Ngân, họp quốc hội về làm gì đó mà cái chủ tịch tỉnh Bình Định nó dung dưỡng nó cướp đất cướp nhà của dân chúng tôi, nó hiên ngang nó cướp, nó vẫn cướp là cướp, nó không tha thứ nhân dân chúng tôi. Gia đình ba gia đình theo ba đời cộng sản đây, nó vẫn cướp ở đây, cướp trắng trộn đấy, cướp không có mà nơi gì nữa hết. Con nhân tàn dân cái đảng cộng sản nó còn nó non nước gì nữa hết. Ở Nguyễn Phú Trọng ông có làm gì không, hay là ông bao che thành Hồ Quốc Dũng nó hiên ngang để cướp đất cướp nhà cho dân dân Bình Định? Dạ, tôi xin nói thêm một
không ba phụ ít nữa. Giờ tôi thưa hội đồng nhà nước Việt Nam, coi như tôi sẽ nhận thấy là ông Lê Công Tình đó, là ông lãnh là coi như lên nhà tôi là coi như đập tháo dỡ. Bây giờ gia đình tôi đuổi ra khỏi mặt bằng, gia đình tôi không có là ăn cỏ. Bây giờ tôi ở đâu? Nhờ chính phủ nhà nước Việt Nam coi như cứu giùm cho gia đình tôi. Gia đình tôi không có nhà có cửa ở. Bây giờ tôi lang thang ở ngoài đường. Bây giờ yêu cầu chính phủ coi như xem xét gia đình nhà tôi. Giờ tôi làm cách mạng để làm gì? Ông gia đình nghe chưa ta? Bây giờ yêu cầu chính phủ giải quyết cho gia đình tôi. Coi như chính phủ coi như lãnh nữa bây giờ. Ta đất ta nhà cho tôi có nợ anh chở. Bây giờ tôi không có ách nó hết con đường trong nữa. Yêu cầu nhà nước ta tự do cho gia đình tôi. Gia đình tôi làm chơi cách mạng mà bây giờ coi như là hết tiền hết bạc. Sương máu của gia đình nhà tôi là đổ xuống cho cách mạng để lấy đất nước tinh bình giờ. Cái con nhà cách mạng nó không mở máu. Bây giờ để cho gia đình tôi lang thang. Bây giờ yêu cầu chính phủ, bên chính phủ này là quan tâm tới cho gia đình nhà tôi. Đây, xin mọi người đã chia sẻ qua gia đình bà Tiến tại xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Như vậy cái ta quyền tỉnh Bình Định quá thối nát. Ông Nguyễn Phú Trọng, ơi, ông làm cái gì? Ông làm cái gì mà để cái ông bao chi cái ta quyền tỉnh Bình Định nó cướp đất cướp nhà? Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông làm cái gì? Mà tại sao để chủ tịch các tỉnh Bình Định nó lộng hành để cướp đất cướp nhà của dân? Hỡi ông hụt quốc hội, diệt quốc hội đi. Nghi quốc hội, đừng làm quốc hội nữa. Đừng ngồi hụt quốc hội nữa. Còn các ông không có chí đạt được thì ông nghỉ việc đi. Xuân gia đình nhân cái tài cái đất lên làm. Đừng có làm gì nữa. Hỡi ông quốc hội, ông làm cái gì? Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông làm cái gì cho ai? Không làm gì cho dân. Ông làm gì cho ai? Cơm lo, cơm non. Cơm của ông, anh no thì của dân lo. Lương của ông thì dân chúng tôi cũng lo. Mà tại sao ông làm cho ai? Các ông vị làm cho ai? Tôi yêu cầu các vị đừng có làm vậy nữa, đừng có làm nữa. Các vị làm không được cho dân thì trước mắt là dân, đầu tiên là dân, dân ấy đã. Mà tại sao các ông không làm cho dân để dân chúng tôi được cuộc sống mà như vậy? Là các ông đừng nghĩ việc đi. Dân chúng tôi không tin vào đảng nữa. Nhân chúng tôi muốn đa đảng để con dân chúng tôi được hưởng cái quyền cuộc sống. Nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi cứ ngày ngày càng sụt khổ. Các ông hộp đáng chừng nào dân chúng tôi khổ chừng nói, các ông hộp quốc hội chừng nào thì dân chúng tôi càng đau khổ, càng cơm không có ăn, quần áo không có mặn, nhà không có ở. Đó là lãnh đạo phải làm đúng luật. Coi nhớ thứ hai, nhớ thông hết đất. Đã đang thấy thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tôi có một số đất là 3.000 mét. Nhưng mà ủy ban nhân dân xã Nhân Hải lấy của tôi là 1.400 mét. Để lúc 2.000 xu với tôi thì tái định cư, nhưng mà 13 không có tái định cư. Có 2.000 xu là chút đất của tôi mà còn với tôi và các tôi nốt với thằng tối lại. Cưỡng chế của tôi, đất của tôi là 2.004 mét. Bà bán cho tôi nông khu du lịch này riêng. Rồi tôi nông tôi đi làm cho tôi thắp khu mối nên đi. Tôi đi dựng ra hồi lại rồi đó là mất quả. Nhưng mà không thấy ai giữ giúp cho tôi hết. Thì tôi cũng nghe Thủ tướng nói là đất của dân để cho dân. Thì tôi cũng rất tôi đi. Mà bây giờ tại sao cũng không có. Tôi yêu cầu là Thủ tướng Chính phủ là phải làm cho đó ra cái tham nhũng này. Ông Hồ Quốc Dũng tỉnh Bình Định, ba cấp chính quyền thành phố, ủy ban dân xã Nhân Hải, mà để có cắt lại ý thức đất của tôi là bán tư nhân, chứ không phải là của nhà nước. Không phải là của nhà nước làm cái việc gì. Nếu nhà nước lấy mà bán cho làm cho quốc phèo của tôi cũng đồng em đi lấy về bán cho tôi nông, cướp đất của tôi trọn ăn, không cấp cho tôi một cái đất nào hết. Đó là cái những cấp có trách nhiệm em cướp đất với dân, đó là có đúng pháp luật hay là không. Bây giờ tôi yêu cầu bạn cộng đồng chính phủ, bạn cộng đồng trong nước như ngoài nước phải giúp đỡ dùm cho tôi được đất được nhà, cho tôi được sống yên ổn. Hồ Quốc Dũng đây là tham lam cướp đất của dân, câu kết với Bộ Tài nguyên Môi trường. Như bà Nguyễn Thị Phương Hoa
Bà làm gì mà biết bắt tôi mà bà nghe lời tỉnh Bình Định. Bà chỉ biết tôi là đất không thủ lý, không thủ lý. Không thủ lý là sao? Nếu bây giờ tỉnh Bình Định thì bà biết không thủ lý. Bà làm, tại sao đi bà cũng có cái bọn tham nhũng đó. Hồ Quốc Dũng. Hồ Quốc Dũng tôi yêu cầu cấp tên là phải giờ xử lý. Điều tra. Điều tra tỉnh Bình Định để mà thanh tra điều tra cho rõ vụ việc. Trừng đất của xã làng của người nông dân là mới rất rõ sự thật. Cho đây mà tràn nó báo kéo lên là vui người dân nào cũng đều mất đất là đất lấn chiếm, còn những người lấn chiếm thì nó đỡ xây lầu xây đài là quá sức tham nhũng. Cái xã Nhân Hải Hồ Quốc Dũng quá sức tham nhũng, yêu cầu chính phủ yêu cầu thanh tra vừa phải thanh tra đừng mà cho rõ vụ việc làm xây quy luật của pháp luật. Như Hồ Quốc Dũng đó là đáng đả đảo Hồ Quốc Dũng. Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định ăn cướp đất của dân để bán cho tư nhân, đó là đá đảo Hồ Quốc Dũng. Còn đá đảo xã Nhân Hải chúng tôi là cán bộ dốt hết, không biết làm việc để mà làm cho dân đau khổ như này. Đất của dân toàn dân chúng tôi xã Nhân Hải là đất nhiều lắm, nhưng mà nó tâu lên là không có đất, thấy lấn chiếm không mà còn nó để dòng họ của nó là lấy đất vừa bán vừa có nhà ở, còn dân thì mất đất tính. Yêu cầu chính phủ phải làm vụ việc này cho mà nó tham nhũng. Cái xã Nhân Hải với tỉnh Bình Định là nó cướp đất của dân hết, dân càng ngày càng khổ, không có đất ở mà để đi vất vả lang thang giữa đồng ruộng xuống cửa như chị em tôi này. Giờ chính phủ các đồng mạng có cộng đồng mạng trong giúp như ngoài nước phải giúp đỡ những người dân ở Bình Định mất đất mất nhà riêng xã Nhân Hải tôi. Đấy coi như là thủ tướng đã chỉ đạo ngày ngày 29 tháng 7 2016 là cái 2016 đến nay cái Bộ Tài nguyên Môi trường đã cấu kết với Hồ Quốc Dũng tỉnh Bình Định, nó vẫn không giải quyết một người nào. Như vậy là coi như cái cán bộ cái tà quyền tỉnh Bình Định ra đây nó họp quốc hội này nó bưng bít với nhau, nó kêu là nó báo cáo đã giải quyết rồi, giải quyết thằng cha con đĩ mẹ nó, cái thằng cái đảng cộng sản thì cướp đất cướp nhà của nhân dân chúng tao mà nó có lại giải quyết cái gì, có giúp cái dân dân Bình Định cũng vẫn còn các dân các tỉnh cũng vẫn cái thứ này người ta mà giải quyết cái nào ông Hồ Quốc Dũng là chủ trương này, đến Bình Định là chủ trương này, chủ trương cướp của dân này. 20/1 khóm 3 phường Mỹ Long thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, cái tỉnh Bình Định này. Ông Hồ Quốc Dũng sắp xếp khu dân cư. Ông vậy ông mà không có sắp xếp. Ông á là thiếu đất á, mua dư đất ở là đối dư quá cho nhiều mà. Á là còn khác cha khác mẹ mà đó là bồi thường cho người khác mà nghĩa làm sao? Tôi tố cáo ba phó chủ tịch tỉnh An Giang. Một là Lê, một là Võ Thanh Tâm, hai là Phạm Kim Miên, ba là Lê Văn Lưng. Cái chân ở của tỉnh Bình Định này còn cái chân Bình Định cướp đất của tôi phân lô bán nền, không cho ai cất trên đất tôi thì là dân chúng tôi quan gần 100 người công an lỡ cưỡng chế giật cái máy em tôi đang chụp hình rồi nhốt chị em tôi vô đồn công an phường Mỹ Long cho người ta xây cất. Tôi không đồng ý, tối xô tôi ra ngoài đường, xô em gái tôi ra ngoài đường. Tôi về đất tôi ở. Rồi tôi về đất tôi ở thì là nói nếu về là đánh chết, băng ngày băng mặt á, mà cưỡng chế bắt hai chị em tôi với hai đứa cháu. Còn băng đêm á, đòi đánh chết thì sự thật luôn. Chị em tôi phải bỏ đi lên Sài Gòn để đi ra Hà Nội đi kiếm kiện. Khổ quá đi bán cái số sống từng ngày. Rồi bây giờ là nhiều thanh tra chính phủ về tí mà không trả, kéo dài cho tới giờ 23 năm. Bây giờ tôi yêu cầu là phải thủ tướng trả đất trả nhà lại cho tôi. Coi như văn mọi người nói bây giờ chia sẻ lên mỗi tỉnh là mỗi có cái nỗi khổ khác nhau. Bởi vì nhà đất cái nhà cầm quyền đảng cộng sản là lũ ăn cướp không, chứ không phải là để mà bảo vệ đất nước, bảo vệ cho dân. Như dân chúng tôi như thế này coi như tại sao là nhà cầm quyền mỗi khi mỗi cái họp quốc hội thì nhân dân chúng tôi 63 tỉnh thành đầy đủ ra đứng trên này để mà các vị triều đình đã thấy nó dễ, đã thấy giải quyết đơn chúng tôi cả hàng tấn. Mỗi khi là họp quốc hội đơn chúng tôi cả hàng tấn vô cái cửa quốc hội, tại sao không lột cho cửa quốc hội hay là nó vứt ra ngoài đường?
tại sao cứ Quốc hội đã làm gì? Chị đó, cái nỗi khổ của chị nói lên cho mọi người đã chia sẻ về. Cô Hồng thì bố Khanh quê ở Phú Tân, bất chị để đảng viên đảng cộng sản chứ cái tài sản của dân sao? Đất bị nhà cầm quyền của chính quyền lấy thợ bảo cấp lấy đất tới nay mà ủy ban nhân tỉnh An Giang không giải quyết trả lại quyền lại đất đai cho tôi. Lý do là giải quyết không có căn cứ quyền pháp luật, giải quyết tùy tiện yêu cầu Quốc hội giám sát ủy ban tỉnh An Giang trong vấn đề giải quyết khiếu nại cho dân để cho dân nhận lại quyền lợi hợp pháp của dân. Đấy là mọi người là điều khó, là nếu mọi người là kêu yêu cầu là coi như là cứ yêu mưa này là cái yêu cầu Quốc hội hộp, mỗi khi họp Quốc hội là coi như bà Nguyễn Thị Kim Ngân mà làm gì, bà họp Quốc hội để làm gì, mà tại sao nhân dân chúng tôi có nỗi khổ đau đớn như thế này mà bà họp Quốc hội đã làm gì bà Ngân, bà để công an nó ra cái đàn áp hàng loạt, công an này cứ ra đàn áp nhân dân chúng tôi. Khi nhân dân chúng tôi nhào ra xe bên đây, nhân dân chúng tôi không còn cái đường sống nữa. Dân chúng tôi phải cương quyết làm cho bình được. Nhân dân chúng tôi phải nhào ra xe để chọn Quốc hội để định, đã phải giải quyết nhân dân chúng tôi. Cái yêu cầu, cái mỗi khi yêu cầu là thành tỉnh, chủ tịch tỉnh ra làm gì? Cái yêu cầu cái đoàn công tác là làm gì? Cái lăng quăng ra cái đầu cái đưa bà con tôi lên xe. Cái đưa là bà con lên xe làm gì? Bà con lên xe cái là để bao che cái tham nhũng, bao che cái tội ác. Coi như toàn bộ là ông Tô Lâm là coi như là không có ông được. Tại sao như dân thương thế này là ông cho một cái cuộc điều tra, thanh tra liên ngành, điều tra. Nếu dân chúng tôi sai thì xử lý dân chúng tôi tại chỗ ngay, lại tại chỗ đây luôn. Còn cán bộ sai thì các ông xử lý ngay để mà trả đất trả nhà lại cho dân chúng tôi ổn định cuộc sống. Cho đến nhân dân chúng tôi cái toàn cái đời ăn cướp với dân chúng tôi không? Hỡi cái đáng gì mà nhân dân chúng tôi đâu có tin vào đáng nữa đâu, mình đây tin vào đáng cái gì nữa? Toàn là anh cướp nhân dân chúng tôi không? Kêu ông Trọng ơi, mọi người nó trả đất trả nhà cho nhân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hồn bảy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
hồn mấy vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hồn mấy vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hồn mấy vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hồn mấy vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hồn mấy vía thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bọn nhân nó đưa xe đưa đồ đấy. Đồ hồ nó trả lại đất cho dân cộng sản, ở bắt gì nó trả đất. Coi như hàng ngày giờ nó đưa công an nó đến đây cứ bao vây nhân dân chúng tôi như thế này, là coi như cái đất nước này sẽ về đâu, đi đâu. Dân chúng tôi như thế này để đi đâu. Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội bà Kim Ngân, bà làm cái gì để nhân dân chúng tôi như thế này? Bà họp Quốc hội đã làm gì? Bà họp Quốc hội đích chỉ đạo cho tham nhũng các tỉnh, tham nhũng sẽ tiếp tục để cướp đất, cướp nhà dân chúng tôi đi. Các vị triều đình xử lý tội phạm, tội phạm cướp đất cướp nhà dân chúng tôi nè, các vị triều đình cũng vẫn bao che, vẫn bao che tội phạm, tội phạm các tỉnh cướp đất cướp nhà mà các vị triều đình cũng bao che, hay là các vị triều đình nó một hay một phía. Đây. Từ Móng Cái đến Móng Cái, Vân Loan tỉnh Quảng Ninh, từ Đông Triều đến Móng Cái, các dự án ma ở tỉnh Quảng Ninh, nhân dân Quảng Ninh chúng ta đây, các ông đảng nhà nước, quốc hội chính phủ không thể để đất nước này mất đi. Quảng Ngãi, cướp đất của nhân dân, cướp khu biên giới.
con xã Phú Thành yêu cầu thủ tướng giải quyết cho dân và ra cái quyết định cuối cùng chi vào hố đất mà đi. Ba cấp chính quyền xã Phú Thành tỉnh Quảng Ngãi cướp đất của nhân dân, phân lô bán nền đất của dân. Thủ tướng Chính phủ phải ra quyết định cuối cùng di dời nhà máy hố đất mưa đen ra khỏi vùng xã Phú Thành. Như vậy là dân dân chúng tôi là các nhà cầm quyền Đảng Cộng sản nghe thấy nhân dân chúng tôi không có nỗi khổ. Của nhân dân chúng tôi 63 tỉnh thành là đều có hết, có mặt hết, giải quyết cái chỗ nào mà nó giải quyết thế này. Có những chế độ nó quá thối nát rồi. Nhà cầm quyền này bán nước hại dân rõ ràng, đánh trọn bán nước hại dân chúng tôi, đánh trọn luôn. Nhà cầm quyền Đảng Cộng sản bán nước hại dân, cướp đất hại dân. Ấy cái mạch mẹ đang này thấy là ta thấy nhé. Ấy dân ấy, dân tỉnh Bình Định như này, chẳng Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định nó quá thối nát, quá gian ác, cướp bóc của nhân cái chế độ thối nát hết rồi, chế độ thối nát hết rồi. Cướp của dân để che nhà ăn mà thôi, để đeo tham nhau. Đe đeo tham nhũng. Đe đeo nhà cầm quyền Đảng Cộng sản tham nhũng. Đe đeo nhà cầm quyền Đảng Cộng sản cướp đất của dân. Để dân chúng tôi như vậy. Cầm quyền đã không thấy. Cầm quyền không thấy mày cướp đất tỉnh Bình Định, cướp đất cái tàu viên tỉnh Bình Định, cướp đất cướp nhà. Đe đeo tàu viên Bình Định cướp đất của dân. Đe đeo tàu viên Bình Định đi cướp đất của dân. Đe đeo tàu viên Bình Định đi cướp đất của dân. Nhân dân chúng tôi đứng lên là tố cáo tội phạm. Tội phạm là các vị triều đình không có bao che, không giải quyết nhân dân chúng tôi. Tội phạm đó là rất cao cả đất nước. Tại sao các vị triều đình họp làm gì? Họp làm gì mà không giải quyết cái tội phạm? Tội phạm đây tay tròn như thế này mà không giải quyết mà đưa công an ra bảo vệ tội phạm, đàn áp nhân dân chúng tôi. Không, nhân dân chúng tôi không được có tự do. Không, nhân dân chúng tôi nó mất quyền con người. Tội phạm nó cướp hết, cướp đất, cướp nhà, cướp quyền con người của nhân dân chúng tôi. Mà tại sao tội phạm để bao che? Bao che cái tội phạm các tỉnh, bao che tội phạm chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng. Hồ Quốc Dũng là cái thằng cướp đất, cướp nhà. Toàn bộ đây anh cướp đi chứ anh cướp của dân không? Gia đình nó giàu có được con toàn bộ cái cướp của dân không? Trước kia hả? Gia đình nó làm cái gì? Gia đình nó làm cái gì? Toàn bộ đi làm thuê làm mướn mà tại sao gia đình nó bên đây là hình diện? Để nhân dân chúng tôi quá khổ. Nó nghe là alo xuống hồi trước kia cầm sáng bắn. Alo xuống nó sắp giết nó chạy. Không kịp mà tại sao ngày hôm nay hả? Nó mua quyền mua chất. Làm nó quyền mua chất để cướp đất cướp nhà của dân. Làm giàu cho lợi ích cái nhóm cá nhân. Đi vô, mình đi vô bên kia, cái xe nó đậu này rồi. Mình đi vô lên kia đi. Cái này nó vô, nó đi lên bên kia, này, xe nó đậu đây. Đi xuống kia, xuống kia. Cái đó gì?
Ông hôm qua ấy, các anh cứ về xem mạng là biết là nó bị như thế nào là trong mạng hội có. Vì đưa cái chăn ra mà tùm nó như vậy là nó dễ là bị thôi. Đến lúc kia họ làm gì đây? Ông nói làm gì? Ông nói làm gì? Nhưng bằng bao chi là bao chi, vẫn bao chi. Cướp đất của nhà của dân là vẫn cướp. Giờ mình đi kia đi, lên kia đi. Mình tập trung mà lên đi kia hết đi. Đây 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 đây, đây bà con đây đi. Hả? Đây này đi ngang đây nhưng mà gần đi rồi.
Ừ. Chứ đừng nó nói, nó khiến khách bọn cháu. Ngày qua nó đi là nó là khiến khách bọn cháu gơi lắm. Đừng làm, người ta bốc xúc mọi người mọi việc. Người ta bốc xúc người ta chứ còn cô không ấy. Có thế dân chúng tôi được con thế cũng làm như vậy. Ừ, chứ giờ dân bốc xúc mà giờ bây giờ 3-4 năm trời. Gia đình không gặp nhau, mẹ không gặp con, chồng không gặp vợ. Mà ta qua không vu khống nhà người ta là coi như giết chồng. Còn giết cha như vậy. Người nói bệnh gặp thì giải quyết như nhà ông bà như thế này, nếu ông bà có nhịn được như người ta không? Giúp được bao nhiêu? Bây giờ họ trả lời như thế nào? Nếu như họ có vợ có con mà như vậy, cho hỏi gì bây giờ mà dân chúng tôi còn gì đường sống nữa? Nếu họ có nhịn, dân chúng tôi còn đường nào sống? Không còn con đường nào sống à? Chỉ làm thế thôi chứ không. Bây giờ động viên dân chúng tôi sao? Một hành động như vậy, hai là không. Dân chúng tôi không đồng sao, không có gì mắc cưới xong chết. Cũng như chết rồi, nhận bao nhiêu năm năm, mấy chục năm nay dân tôi cũng quá khổ sở nhiều rồi. Không còn con đường sống nữa. Chứ đáng gì mà cái đám quá thúi nát, cái đám gì mà cứ đi cướp của dân thằng mà. Là tiếng nào rồi? À đây. Kêu bà tiếng là đừng có nói đó, như dân Bình Định ấy. Qua thua nát mà cứ cướp, cứ anh cứ chung bị cái đi cướp của nhà của dân, cái chỗ nào con cái này cướp hết. Yêu cầu chính phủ nhà nước Việt Nam coi như là ta đất đã nhà cho dân Bình Định. Dân chúng tôi ta cấp chính quyền xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Coi như cướp của gia đình nhà tôi, bây giờ gia đình nhà tôi không còn chỗ ở. Bây giờ yêu cầu nhà nước Việt Nam coi như là giải quyết ta đất đã nhà cho gia đình tôi. Xương nấu, cổ không có xương nó nấu. Coi như là hết tình với cách mạng. Bây giờ ông không đền nghĩa không tả. Lường đáo, nhà công viên lường đáo là cái công của công nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi tham gia cách mạng ba đời mà đi cướp trên đường, là cái đảng nào cộng sản còn gì non nước nữa. Cái đảng này dân chúng tôi không tin vào đảng nữa. Cái đảng là đảng quá cướp của dân, đi cướp của dân. Cái đảng mà đi cướp của dân là đảng không còn gì nữa. Xin thôi cái đảng nữa, vây dịp những cái đảng đây. Thanh bình gì ạ, dân coi như là an cư lạc nghiệp. Coi như bây giờ ấy, coi như là cướp đất của gia đình nhà tôi, coi như là ngày 12 đây là cưỡng chế, coi như đuổi gia đình nhà tôi ra khỏi mặt bằng. Bây giờ yêu cầu chính phủ nhà nước Việt Nam coi như là giữa thanh ta giải quyết ta đất đã nhà cho gia đình tôi, quá bức xúc rồi. Chính phủ của gia đình nhà tôi coi như là hết con đường sống nữa đâu. Yêu cầu Nguyễn Phú Trọng, ba hồn niên với Nguyễn Phú Trọng giải quyết. Yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng, ba Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ta đất ta nhà cho gia đình tôi. Ta đất ta nhà cho dân mình đến. Yêu cầu. Một yêu cầu, hai yêu cầu. Bác yêu cầu nhờ chính phủ. Nhân dân Bình Định này cũng nhờ nhân dân Bình Định cả hơn nhân dân cả nước. Cũng nhờ anh chị em cộng đồng đã chia sẻ lên cho mạnh. Mạnh là thiệt mạnh thôi. Bởi vì nhà cầm quyền đảng cộng sản quá thúi nát, đi cướp của dân như ngày hôm nay không trả. Như vậy nhờ cộng đồng anh chị em cộng đồng trong và ngoài nước đã chia sẻ, nhà cầm quyền đảng cộng sản lại để cướp đất, cướp nhà cái dân chúng tôi, cướp toàn bộ những gì nhân dân chúng tôi đã tạo lập, cướp hết, cướp trắng trợn, cướp không có cớ gì để đến nhân dân chúng tôi đánh đập dân chúng tôi ra la làng la xóm chẳng trở, là nó nói là chống thi hành công vụ, bắt nhân dân chúng tôi nhốt, đánh nhân dân chúng tôi, không còn cái cơ cực như vậy. Nếu mà nhân dân chúng tôi sai thì cứ giải quyết đi, mà tại sao không sai mà cứ bắt cho công an, cứ bắt đánh đập nhân dân chúng tôi tàn bạo như thế này. khỏi cần nhiều lắm, Bình Định là coi như mười mấy người. Bấm gì? Bấm là quay trực tiếp. Chưa vậy? Bấm sẽ đã bấm được mà quay đấy. Đâu đây thành ra?
Đấy, cho công an bao vây chúng tôi giờ nó quá thối nát rồi. Thối nát rồi. Anh cướp, anh giật. Toàn là anh cướp, anh giật nhân dân chúng tôi không. Nhân dân chúng tôi tạo được đồng nữa đồng. Đó mồ hôi đáng. Ráng mồ hôi người mới được đồng tiền, đồng xu các bạc. Đã mua từng manh đất. Không phải là anh cướp như cái đảng Cộng sản này là cướp là có tiền, đi cướp là có tiền. Đi cướp là chia nhau, đi cướp là chia nhau là lợi ích nhóm. Nhân dân chúng tôi là mồ hôi, lộn nước mắt. Mới được đồng tiền bỏ hữu mình bên họ đã dành để dụng mới mua được manh đất ông cha đã mua mượt đánh đất chứ không phải đi cướp, không phải đi cướp như cái đảng này toàn bộ đi cướp, cướp tiền phì nhiêu, nhân dân chúng tôi khổ. Đến nay là thậm chí mà trong mình tôi không có một 50.000 người, nhân dân chúng tôi không có 50.000 người mà cái đảng này là nó coi như tiền hộp tiền cô gạo không. Hỏi cái tiền hô gạo hướng bắt đầu đi cướp của nhân dân chúng tôi, còn gọi là cướp nhân dân chúng tôi không? Đây, đi vô này. Đi vô. Đây là cái này, đi vô hết đi. Đi vô, cho nên đưa xe lại đây. Để dân chúng tôi còn quá khổ vậy. Đấy, bây giờ cái bà hét rồi có nó đưa xe đưa á lần tới nó đàn áp dòng chúng tôi lên xe. Hả? Ừ. Đây đây xe tới kìa. Một ít thôi đấy, mà cũng có khi no này. Dân chúng tôi đi xin từng cái củ cái phai. Cái củ cái phai đây nên nấu từng cái củ cái phai đó ăn này. Ngãi ngãi gì mà ngãi. Bình định đây. 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 Ông nào Bình định đâu nè. Bình Định là nhiều như sau. Bình Định là 22 người. 22 người Bình Định. Do Hồ Quốc Dũng chủ tịch tên Bình Định. Anh cướp đất cướp nhà của dân. Cái đảng là cái đảng tên Bình Định đi cướp. Đảng tên Bình Định đi cướp. Cái đảng Bình Định đi cướp. Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Quảng Ngãi em vừa nói rồi đây. Có 1, 2, 3, 4, 5 Bình Định. Đây Bình Định đây. Bình Định đây. Bình Định thấy chưa? Bình Định là đi cướp. Đánh quyền tàu, quyền đảng Cộng sản Bình Định đi cướp. Tài sản của dân tên Bình Định cướp chứ không ăn. Cái lũ cha. Cái lũ cha đảng Cộng sản tên Bình Định đi cướp. Đó, 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 cho nên tỉnh Bình Định nó ra đã. Cái đó cái thằng chủ tịch tỉnh Bình Định nó đi họp nó ra đã. Nó ra nó kêu nó đó là nó gọi nó xuống là để mà nó đó là cướp của dân, cái đảng này cướp của dân, đảng gì mà đảng cướp của dân, hả? Ừ. Cái đảng đáng lẽ đảng cái bảo vệ đất nước, đảng lo cho dân, mà tại sao đảng này cướp của dân? Ông phải ta đặng miếng cũ à? Đói rồi. Không phải về, cái đòi cái đảng cộng sản này cướp của dân, trả lại cho dân hả? Quý về. Bây giờ cái bao tiền cái đảng anh cướp. Ông thầy ơi, không ở nào ê. Dân chúng tôi đâu mà mấy người đây. Các bạn làm gì? Các bạn đã bảo vệ đất nước. Công an vì dân, vì nước, vì dân. Không phải công an nó bao tiền cái bản thân anh cướp. Ông thầy ơi, ông thầy phải ra cho dân đất nước cho thầy sao ông thầy không ở nào. Mà để dân trong cơ sở như thế này đây. Cái thằng chủ tịch tên Bình Định là cái thằng đó thằng anh cướp. Thằng Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định cướp. Cái đảng viên đảng Cộng sản tỉnh Bình Định anh cướp. Anh cướp. Cái đảng anh cướp. Cô dâu. Thả con ra cô lên. Đó. Đó.
cái đáng gì cướp của dân. Nhờ cái tàu hiến cô ấy, tàu hiến các cô ấy, chúc nào là 5 năm. Cô lên cửa ban, nắng dãi đang nửa tiếng đồng hồ rồi, ốm giờ. Cái đáng Bình Định thì cướp. Toàn cái đáng anh cướp của dân, đáng anh cướp, đáng anh cướp. Quốc hội đây, quốc hội ra, quốc hội ra đây, quốc hội ra đây, đỡ phải chặn lại, đứng đây đã. Không, quốc hội anh cướp. Tên anh cướp. Quốc hội tên Bình Định anh cướp. Quốc hội tên Bình Định anh cướp. Anh cướp. Quốc hội tên Bình Định anh cướp. Tên Bình Định anh cướp. Anh cướp. Cái đảng Bình Định anh cướp. Cái hộp bắt dây dẹp quốc hội đây. Cái hộp quốc hội dẹp đây. Cái đảng anh cướp. Cái đảng anh cướp. Hộp bắt dây làm dây. Cái đảng anh cướp. Đảng anh cướp của dân. Đảng anh cướp của dân. Ở đây hộp làm cho đây. Dẹp mẹ ra đây. Cho đảng anh cướp. Đảng cướp đi họp quốc hội làm danh dự gì, danh gia gì đi họp quốc hội, còn bọn anh cướp với dân mới đi họp quốc hội làm gì, giúp con bạc đâm xôi cho thì chết mẹ ra đây. Ừ, đảng mà đi cướp của dân, đảng mà đi cướp của dân, đảng thì ăn nhanh nhói cho dân. Thôi tại sao cái đảng nhà nước mới đi cướp của dân? Đáng mà đi cướp, hại đi cướp nhân dân, hại dân, hại dân, hại nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ cho má con già này á, cho mà không à, nó không có dồi máu cơ tim, nó không áo cho má cái thành tế, má cái thành chó đế, nó mới nhồi máu cơ tim, nó anh sung mạch sướng, nó nhồi máu cơ tim, nó mới ấy, nó cho con mắt người già này đó, anh khổ. Thương nhớ nhiều rồi, không bao giờ nhồi máu cơ tim đâu. Cái má cái thành tế chó, thành chó đấy, anh cao sang mỹ vị đấy, nó mới nhồi máu cơ tim. Đánh cướp của dân nhiều quá, anh không hết. Nó nuốt không hết, nó quay không hết. Nó gấu tiền, nó ngồi, nó nói là lỗi đó là lỗi nhồi máu cơ tim. Còn già chúng tao hả, mất đất, mất nhà, tan hết rồi, nằm xương, nằm gió rồi, không bao giờ nhồi máu cơ tim. Đi học quay một cái mà không thực hiện trong trường hợp à? Đi dân công an có đâu không? Công an đâu, người dân thì đi, người dân mất đất, mất nhà thì đi. Đi rồi thì công an như vậy là bảo vệ cho những... Nhưng vậy là các cấp để đi hào, đi hào. Công an đi ban về bảo vệ quân ăn cướp. Càng họp rất càng khổ. Không phải sớm một tí nào thôi. Giờ bà con mình là những người mà không hát được thì mình mẹ con mình hát không được thì những người hát không được là vỗ tay lên. Giờ bà con giúp mình hát cái giải, bà hát cái giải mà đi đôi đất đôi nhà đôi công lấy đây. Tà quyền đảng cộng sản đã cướp đất cướp nhà, nó quyền con người chúng ta hết. Bà con ơi, có ai mất đất mất nhà bị nhà cầm quyền đảng cộng sản cướp như chúng ta không? Chúng ta hát giải, hát cái bà hát giải mà đi bà con ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dân ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân nên khôn khốn khổ một lần. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mãi, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi khóc mãi, dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đéo đéo tham nhũng, đéo đéo tham nhũng, đéo đéo tham nhũng, đéo đéo đảng cộng sản có tham nhũng, đéo đéo đảng viên đảng cộng sản hiền với giặc cướp đất của dân, đéo đéo đảng viên đảng cộng sản hiền với giặc ác với dân, đéo đéo đảng cộng sản đảng cộng sản hiền với giặc cướp đất cướp nhà của dân, đéo đéo đảng viên đảng cộng sản hiền với giặc cướp đất cướp nhà của dân, đéo đéo đảng viên đảng cộng sản hiền với giặc cướp đất cướp nhà của dân, đéo đéo tham nhũng, đéo đéo tham nhũng. Đã đảo tham nhũng, tự do dân được quyền làm chủ, 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 tự do dân được quyền làm chủ. Đã đảo bề lũ cướp đất cướp nhà của dân, đã đảo bề lũ cướp đất cướp nhà của dân, đã đảo bề lũ cướp đất cướp nhà của dân, đã đảo bề lũ cướp đất cướp nhà của dân. Đã đảo bề lũ cướp đất cướp nhà của dân, đã đảo quan tham cướp đất 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 của dân.
mọi người đã chia sẻ cho thật nhiều. Bảo vệ nhà cầm quyền, đảng cộng sản lấy dân làm gốc, lấy dân làm gốc, đáng thì đầy tớ của nhân dân, hay là đáng đi vô nhà cướp của nhân dân, lấy dân làm gốc, dân làm gốc không đói thói đâu, mà vô nhà cướp đất cướp nhà của dân. Thì là lấy dân, dân tôi làm gốc, không phải lấy dân tôi làm cái thớt để bầm, dân tôi làm ba làm bảy khúc để cướp đất cướp nhà. Nhân dân chúng tôi và các ông có sung sướng hay không? Có sung sướng hay không? Cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi hay sung có anh hay không? Hay là nhìn trơ nhìn món thì miệng sung sướng cả cuộc đời các ông là cũng trơ trụi. Nhân dân chúng tôi đối khổ như thế này, đối vừa khổ như thầy, già cả như thầy, nhưng mà vẫn sống hiên ngang, không ai mà nói tới nói lui. Hay là cái để đảng cộng sản dân nó mía mai, các nước nó mía mai cái đảng cộng sản thì cướp hại của dân dân, cướp đất cướp nhà của nhân dân. Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ, dân chúng tôi, anh chị em cộng đồng đã chia sẻ, nhân dân trong ba miền chúng tôi xin cảm ơn mọi người một lời chào thân thương mến nhất. Nhân dân cho chia sẻ, nhân dân chúng tôi có nỗi đau khổ cái nhà cầm quyền đảng cộng sản đã cướp đất cướp nhà dân chúng tôi nha. Xin cảm ơn mọi người, cho chàng vỗ tay thiệt to lên, xin cảm ơn mọi người ạ.